Rồi, xin chào quý vị, hãy cùng mình đã mặt ở chợ Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai. Sáng ngày cuối năm 31 tháng 12, 2017 quý vị. Thuộc phường Tân Tiến, Biên Hòa. Thời tiết đang nắng đẹp, khoảng 30 độ C. Đó, một dòng chợ Tân Phong quý vị xem. Để bà con Biên Hòa ăn Tết Tây lớn không nha. Trước là đám cưới vòng chợ Tân Phong thì xem đỡ nhớ Biên Hòa nha. Vòng ra đây là đường
quốc lộ 1K gì. Đi về hướng phía này là bên tay trái đây là nhà thờ Phúc Hải. À, bên phải là nhà lao Tân Hiệp. Đường Dương Tử Giang ấy. Phải là tiệc cưới Golden Palace. Đường này trồng cây dầu còn nhỏ, mát, dễ thương gì ha. Vài chục năm nữa nó thành cây cổ thụ giống như đường phố Sài Gòn đó. Bên phải là đường vào chùa Phi Lai. Trái là giáo xứ Thái Hiệp. Xe buýt Biên Hòa là gì? Thứ nhất là siêu thị Bixi Tân Hiệp. Đây là đường Đồng Khởi, phường Tân Tiến hay gì. Vì thế người ta phải xịt nước đường cho nó bớt bụi.
không phải là trung tâm tiệc cưới Rose Palace. Cái đây là đường Phạm Văn Khoai, bên tay trái là chợ Tân Điệp. Ok, thank you, hẹn gặp lại quý vị clip tiếp theo nha, goodbye.